Giữa thời Minh, nội do Hoàng Quang nắm quyền, giặc ngoại càng mạnh mẽ. Cường địch chủ yếu là Mông Cổ, Ngọa Lạc ở biên giới phía Bắc. Từ sau thời thịnh thế Vĩnh Lạc, Ngọa Lạc ngày càng hùng mạnh, không ngừng xâm phạm biên giới Tây Bắc Đại Minh, dẫn nước ngày càng suy yếu. Không biết đã rời kinh thành bao lâu rồi, chỉ cảm thấy đi hết ngàn dặm núi sông rồi cũng đến tận cùng. Nếu có thể đi tiếp cả đời như vậy thì tốt biết mấy. Tứ hải làm nhà, phiêu bạc chân trời. Chỉ khi được ở bên người mình yêu mới gọi là phiêu bạc chân trời. Chân trời ở phương xa mà ở trong lòng người yêu. Chân trời không ở phương xa mà ở trong lòng người yêu. Bộ phim Thiên Nhai. Biên quan cấp báo, đi. Biên quan cấp báo, mau tránh ra. Tránh ra đi. Biên quan cấp báo. Coi bộ biên quan lại bại trận rồi. Quan thượng Long Thể bất an, hôm nay không lên triều sớm, bãi triều. Hoàng thượng, tham kiến công chúa. Công chúa lại đi gặp dân thị vệ à? Giảm mồm đi. Bệnh của chủ tử sao rồi? Bẩm công công, dẫn đế. Ai vậy? Bẩm chủ tử, sứ thần cao ấp đã tới ngoài điện. Xin truyền. Truyền. Dạ. Truyền sứ thần cao ấp ý kiến. Truyền sứ thần cao ấp ý kiến. Sứ thần cao ấp khấu kiến hoàng đế bệ hạ thiên triều thượng quốc. Miễn lễ bình thân. Dạo này trẫm không khỏe, không thể trực tiếp đón mọi người ở đại điện theo lễ nghi. Mong sứ thần đừng để bụng. Quốc chủ cao ấp ngưỡng mộ thiên uy thượng triều từ lâu, đặc biệt cử sứ thần tới tỏ rõ lòng hữu hảo và xin cho nữ quan cung đình Diệu Linh ở lại thượng quốc học hỏi lễ nghi văn hóa, mong bệ hạ ưng chuẩn. Truyền chỉ đưa Diệu Linh cô nương tới hậu cung làm bạn với Diệu Trinh công chúa.
Nô tài tham kiến công chúa điện hạ, miễn lễ. Đây là Diệu Linh cô nương, nữ quan cao ấp, tới đại minh ta học hỏi lễ nghi văn hóa. Dặn tới gia cho phép Diệu Linh cô nương làm bạn với công chúa. Ta đang thiếu một muội muội để tâm sự, xin công công cảm tạ phụ hoàng thay ta. Lão nô cáo lui. Tham kiến công chúa điện hạ, muội muội miễn lễ. Đúng là nữ tử đang tuổi xuân, thật trùng hợp. Công chúa tên Diệu Trinh, ta tên Diệu Linh, thật giống tỷ muội ruột. Vậy sao lại chúng ta xưng hô tỷ muội đi? Nếu Diệu Trinh tỷ đồng ý, vậy từ hôm nay mình sẽ trời thu lạnh say ngủ đắp chung chăn, ban ngày nắm tay cùng đi đó đây. Tỷ muội tình thâm không phân sang hèn. Không ngờ cô còn biết thơ của Đỗ Phủ. Tất nhiên không thì sao dám tới Đại Minh. Vàng bạc châu báu, lụa là lương thực, đúng là không ít. Nhưng Lưu đại nhân, ngài nên gọi những thứ này là cống phẩm cầu hòa mới đúng. Hoàng đế Đại Minh ta nghe theo đức hiếu sinh của trời, không đành lòng thấy bách tính hai nước chịu nỗi khổ chiến tranh mới tự xin lui binh xin hòa. Chiến hay hòa, mong đại hãn minh xét, để Lưu mổ còn về triều báo cáo. Những cống phẩm ngươi ở lại vài ngày, còn chiến hay hòa thì cứ chờ bọn ta bàn xong rồi hẳn tính. Chẳng lẽ đại kha hãn lại muốn bắt giữ sứ thần? Nói gì vậy? Chỗ ta dê béo rượu ngon kính mời, chẳng lẽ gì không tốt? Đại hãn có biết bắt giữ sứ thần không hợp lễ ban giao không? Nước chiến bại còn nói gì tới lễ ban giao? Người đâu? Có, đuổi ra ngoài cho ta. Dạ. Đáng ghét, thực sự đáng ghét. Ngõa lạc lại dám giữ sứ thần thiên triều của ta, đáng ghét cực kỳ. Mấy ngày nay chúng thần có dân kế hay phá địch gì không? Dạ không có. Cả đám ác hại toàn cái loại giá áo túi cơm, thực tức chết trẫm rồi. Hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận. Cựu thái sư, dạ, đồ ta cần chưa tới sao? Tiểu dương gia nóng vội quá. Hoàng nhi, xin cựu thái sư gì đấy? Cựu thái sư nói công chúa của hoàng đế Đại Minh nhan sắc tựa tiên trời, nếu không vào tay con, cựu thái sư sẽ định con thức ăn cho ngựa trong 2 năm. Công chúa bảo bối của lão già họ Chu đó, da non thịt mềm, quả thật xinh đẹp, đẹp như tranh vậy. Tham kiến công chúa. Đứng lên đi. Tạ công chúa. Công chúa điện hạ, bọn ta còn việc gấp phải làm, xin cáo lui. Huynh nghĩ sao? Phụ hoàng mãi không đồng ý hôn sự của chúng ta,
Sao hoàng thượng có thể chịu cho một thị vệ quèn làm phò mã chứ? Quên nghĩ người ở xa hoàng thành sinh sống thế nào? Không có chiến tranh, không có khói lửa, không bị quản thúc, tự do tự tại. Tại sao lại có chiến tranh? Tại sao ta lại là công chúa? Thật muốn có đôi cánh giống như chim. Muội muốn bay đi đâu? Chân trời góc bể, càng xa càng tốt. Đi một chốn bồng lai, không chiến tranh, không ai quản thúc, chỉ có đôi ta. Mau xuống lĩnh thưởng. Tạ Dương gia. Dương gia, đây là dung mạo diệu trinh công chúa của Đại Minh. Quả nhiên có nhan sắc mê hồn, đúng là làm người ta yêu thích. Có điều không khó, sứ thần Đại Minh Lưu Ngạn vẫn chưa đuổi đi mà. Mau, mau lên, tìm công việc cho sứ thần đó làm đi. Ta cực lực thúc tiến hòa thân giữa Chu Minh và Ngõa Lạc, để không hiểu đúng không? Đúng vậy. Một khi hòa thân thành công, Chu Minh và Ngõa Lạc kết thông gia, không những hết hy vọng phục hưng Đại Châu, mà e là tới chỗ đứng cho huynh đệ ta cũng khó mà giữ. Ta có thể thúc tiến liên hôn giữa Chu Minh và Ngõa Lạc, thì cũng có thể khiến liên hôn thành thù truyền kiếp. Nhị đệ nghĩ đi. Trước tiên hai nước hòa thân, sau đó công chúa hòa thân của Chu Minh chết giữa đường. Như vậy Chu Minh và Ngõa Lạc sẽ có mối thù truyền kiếp. Giá họa giang đông, tổ tiên trên trời, con cháu bất hiếu, để trả mối thù diệt tổ của Chu Minh, đã đổi tên thành Cừu Minh. Hai huynh đệ nằm gai nếm mật, đầu quân cho bộ tộc Ngõ Lạc ở Mạc Bắc, ý muốn mượn sức lật đổ Dương triều họ Chu. Bây giờ sắp thành công, nhưng do khả hãn Ngõ Lạc nảy lòng ghét chiến tranh, hạ lệnh xuất binh ngừng chiến, để khơi mào chiến tranh, lập lại mưu đồ. Tổ tiên trên trời có linh, hãy mở đường dẫn lối giúp con chấn hưng cơ nghiệp Đại Châu. Con cháu bất hiếu xin bái lại. Truyền lưu đại nhân ý kiến. Thần khấu kiến Ngô Hoàng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lưu Ái Khanh mau bình thân. Tạ hoàng thượng. Ban ghế cho sứ thần Ngõa Lạc. Dạ. Chuyện Lưu Ái Khanh đi Ngõa Lạc nghị hòa sao rồi? Bẩm vạn tuế, nghị hòa thành công. Chỉ là gì? Ta nói thay Lưu đại nhân vậy. Đại khả hãn Ngõa Lạc đồng ý hữu hảo ngàn đời với quý bang,
và muốn liên hôn với quý bang. Mời Diệu Trinh công chúa tới mặt bắt hòa thân. Cái gì? Các người muốn Diệu Trinh công chúa của trẫm gả tới Đại Mạc ở tái ngoại là không thể nào. Báo cáo Kim gia, một tên họ Cừ của Ngã Lạc xin gặp. Mời. Dạ. Cừ Thái Sư, xin chào. Gặp Kim gia còn khó hơn gặp lão hoàng đế. Đừng mắng ta nữa mà. Bọn ta chưa trải sự đời. Đừng trách. Người ngay ra đó làm gì? Nào, mời Thái Sư ngồi. Ngồi đi. Đường đường Thái Sư Ngọa Lạc Hạ Cố, Kim Đà Sơn Trại của ta hẳn là có việc cực lớn rồi. Thái Sư, ta là kẻ thua kệch, hay Thái Sư nói thẳng đi. Có một vụ làm ăn lớn, coi ngài dám làm không? Trên đời này không có chuyện gì Kim Đà lại không dám làm. Nghĩ kỹ nhé. Lần này ngài phải đối mặt với cao thủ đại nội kinh thành. Không thành vấn đề. Ta có tay sai dời ba núi năm đồi còn được. Giả lại cũng lâu lắm rồi chưa gặp đám khoai chân múa tay đại nội. Chuyện này ta nhận. Được. Không lâu nữa công chúa Đại Minh sẽ gả tới biên giới phía bắc của Hồi Môn, đem theo giá trị ngất trời. Đến lúc đó ta cử thuộc hạ tới phụ ngài một tay. Chuyện này mà thành thì chia thế nào? Lão phu không lấy xu nào hết. Sao không? Không lấy xu nào. Vô vị quá. Cứ nói thẳng đi. Cựu Thái Sư muốn gì? Lão Phu chỉ muốn lấy mạng công chúa Đại Minh. Hả? Xem ra bệ hạ không có thành ý hữu hảo. Dù như vậy, Trương Mẫu cũng xin nhắc bệ hạ. Nửa tháng sau, ta nhờ Thác Nguyên Soái đem hết hùng binh thiết kỵ Ngọa Lạc tới đón Diệu Trinh công chúa. Ngươi, các ngươi, bệ hạ Đại Minh nên chuẩn bị cho sớm. Tại hạ cáo từ. Sứ thần xin dừng bước. Dương đại ca đi đâu vậy? Huynh muốn đi đâu? Ta chỉ đành xông vào cung ý kiến. Liều chết xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh.
Huynh tội gì phải làm vậy? Hoàng thượng bảo huynh hộ tống Diệu Trinh tỷ tỷ đã tốt lắm rồi. Cách thì ta nghĩ sẵn cho huynh rồi. Mẹ, con sửa gậy xong rồi. Mẹ ngồi đi. Khiếu Nhi, nào đem theo cái này. Sao hoàng thượng bắt con đi vậy? Hơn 10 năm trước mẹ đã mất đứa con gái, bây giờ con lại đi nữa. Không biết Ngọc Nhi muội muội số khổ của con có khỏe không? Tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Lần này con sao quan ngoại phải để ý vào. Có lẽ muội muội con lạc ở biên giới, không biết nó trông như thế nào. Mẹ yên tâm, con nhớ mà. Ngọc Nhi muội muội đeo theo miếng ngọc bội giống hệt thế này, con sẽ hỏi thăm dọc đường. Đi đường cẩn thận nào. Chuyến này con đi xa, không biết khi nào mới về được. Đời này con chỉ quỳ trước hoàng thượng và mẹ. Trước khi đi, hãy để con quỳ mẹ thêm một lần nữa. Con à, con đứng lên, đứng lên đi. Mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Ừ, con đi đây. Con trai. Hoàng Nhi, triều đình yếu thế khiến giặc ngoài lăng nhục, phụ hoàng cũng đành bất lực. Vì lê dân bách tính thiên hạ, chỉ đành để Hoàng Nhi chịu thiệt. Nếu như con có thể đổi một lúc bình an cho phụ hoàng thì cũng xem như có lòng. Hôm nay từ biệt mỗi người một phương, nhi thần không thể cận kề báo hiếu nữa. Phụ hoàng phải bảo trọng giao. Giờ lành đã tới, mời công chúa khởi giá khởi hành. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, cung tiễn công chúa khởi hành. Cung tiễn Loan Giá công chúa khởi hành. Diệu Linh, sao muội ở đây? Sao ta không thể ở đây? Ta đi hòa thân, sao có thể đưa theo muội? Ta đi giúp mọi người. Với lại lúc đầu là hoàng thượng bảo ta bầu bạn cùng tỷ, ta không dám kháng thánh chỉ đâu. Thật hết cách với muội. Chúng bay có. Kim gia ta nhận phi vụ lớn, kể từ giờ sóc lại tinh thần cho ta. Dạ. Phải rồi, gửi tin cho các thủ lĩnh các núi ngay, bảo ta có phi vụ lớn, bảo bọn họ tới góp sức, mau tới giúp ta làm xong phi vụ này. Tỷ tỷ nghĩ gì vậy? Nghĩ về phụ hoàng. Ngài ấy không thấu tình đặt lý như vậy, nghĩ về ngài ấy làm gì?
là quân chủ một triều, thật ra người cũng rất đáng thương. Ba cho ta phong hiệu Tĩnh Ninh, ta hiểu ý người là không muốn có chiến tranh, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Người cũng muốn vậy lắm chứ. Thôi, nghĩ chuyện vui đi. Ví dụ như sao chạy xa bay với Dân Thị Dễ. Dân Thị Dễ, giờ ngọ mình đi đâu nghỉ chân? Mọi người đói rồi. Theo hành trình chắc là nghỉ chân ăn uống ở Lạng Thạch Cương. Đi thôi, không xa nữa. Đại nhân, mật hàm. Truyền lệnh cho Kim Đà trước khi mặt trời lặn phải tới Lạng Thạch Cương. Dạ. Đi cả ngày ngựa mệt rồi, cho chúng thêm đồ ăn đi. Dạ. Công chúa điện hạ, từ từ thôi, bên ngoài gió lớn, cẩn thận lạnh. Ngươi đưa hai đội cẩm y vệ canh phía nam. Rõ. Ngươi đưa bốn đội cẩm y vệ canh phía bắc. Rõ. Hai ngươi đưa 10 đội cẩm y vệ canh đường đi tới. Rõ. Chú ý không cho ai lại gần đội quân. Rõ. Đi đi. Từ từ thôi, cẩn thận. Cô nương cẩn thận. Mau, đi theo. Mau. Nhớ về cô nương mà nhũng cả tim. Ở mãi cấm địa hoàng cung như ếch ngồi đáy giếng, không biết được thế giới bên ngoài lại bao la rộng lớn thế này. Khiếu Thiên Huynh biết không, tâm trạng lúc này của ta vô cùng thoải mái tự tại, vô cùng vui vẻ tốt đẹp. Ta muốn Huynh biết nếu về sau được cùng Huynh ẩn cư núi rừng áo vải bên nhau, tuy nghèo khó nhưng được hưởng niềm vui nhân gian, thì lúc đó thật tốt biết mấy. Sao Huynh không nói gì? Đang nghĩ gì? Ta nghĩ lời Diệu Linh nói, nói chúng ta tránh xa không hay. Bảo vệ công chúa.
Bưu thiên hùng ra sao? Mọi người mau xúc vào đây, mau lên, nhanh lên. Công chúa đừng hoảng, nghỉ một lát đi. Địch Bưu Thiên Hùng có dẫn các thị vệ tuần tra xung quanh, tăng cường phòng bị. Sở dân thị vệ, Lưu đại nhân, trận loạn Thạch Cương, quân hộ vệ tử thương gần hết, mấy chục thị vệ đại nội chỉ còn lại mấy người. Dân thị vệ, mấy kẻ này không giống tới cướp của, đều phía trước gian nan, chúng ta phải cẩn thận vào, nhất định phải cẩn thận. Dân, mấy kẻ này không phải là thảo khấu bình thường, hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước, và chúng quyết không bỏ cuộc. Ta nghĩ chuyện này chắc chắn là có ẩn tình. Đúng là một con dê béo. Đồ từ đại nội hoàng cung tất nhiên là bảo vật vô giá. Trại chủ Kim Đà, của cải thì tới tay rồi, nhưng mà công chúa Chu Minh còn chưa chết. Phải làm sao? Cứ giao cho ta, nữ tử đó không thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Lưu đại nhân, địch đông ta ít, không thể đi đường lớn, phải xem đi đường vòng. Chỉ là đường vòng, ta e là đành thôi. Giờ chỉ còn một đường đi được. Mọi người chuẩn bị, chúng ta phải đi gọn nhẹ. Sau này sẽ có một khoảng thời gian không thấy bóng người. Giờ mình đang ở vị trí này. Nếu như muốn đi qua sa mạc thuận lợi và trốn được truy kích của địch, thì mình phải đi qua con đường nhỏ này. Tú Nhi, nghĩ gì vậy? Sao chưa ngủ? Không có gì, không ngủ được. Lạnh sao? Chờ một lát. Sao? Hết lạnh chưa? Đỡ hơn rồi. Người ta hay bảo khí hậu Tây Bắc, sáng mặc áo bông, trưa thay áo the, tối ngồi quanh lò lửa ăn dưa hấu. Quả nhiên không sai. Kim gia, Kim gia, 30 dặm đằng trước có khói bay qua. Hả? Người nói gì? 30 dặm đằng trước chắc chắn có người đốt lửa. Cái bọn nhãi này làm gì đó? Làm gì vậy? Sợ truy binh không biết các người ở đây sao? Bảo vệ công chúa.
Dương đại ca, phụ dập lửa đi. Sao vậy? Có chuyện gì? Thiên Hùng, lập tức báo mọi người dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Sao? Kim Đà, lần này trông vào ngài đó. Chúng bay, mình đi. Mọi người đi theo đi. Nước, ở đó có nước. Khoan, Thiên Hùng, Địch Bưu, đi xem thử. Sao? Lưu đại nhân, không có ai. Đi. Hai ngày nay đi đường mệt chết được. Dân thị vậy, chúng ta bỏ xa chúng rồi. Hay qua đêm ở đây đi. Phải, Đại Mạc lại có cảnh đẹp như vậy. Bỏ đi thì thật đáng tiếc. Ta thấy cũng phải. Chúng ta đã đi một ngày một đêm rồi, chắc chúng không đuổi nhanh tới như vậy đâu. Thôi được. Các thị vệ có tuần tra xung quanh, tăng cường phòng bị. Sao? Nơi này đẹp thật. Núi cao, sông dài, vắng bóng người. Nếu mãi mãi không rời khỏi đây thì tốt quá. Muội xem, đàn chim bay tự do chưa kìa. Đúng là rất đẹp. Chỉ có nơi yên bình thế này, chim mới bay tự do như vậy. Lưu đại nhân cũng cho rằng đàn chim này rất tự do sao? Phải, mong sao chúng được tự do mãi như thế. Đất trời đều là nhà của chúng thì tốt biết mấy. Lưu đại nhân, không phải ngày mệt sao? Sao chưa nghỉ ngơi? Công chúa, lão thần xin phép đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, công chúa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Lưu đại nhân nghỉ ngơi trước đi. Ta nói chuyện với Diệu Linh một lát rồi sẽ về. Được. Hai người nghĩ sao rồi? Đã lúc này rồi, còn không đi thì không kịp. Không biết đã rời kinh thành bao lâu rồi.
cứ cảm thấy đã đi hết ngàn dặm núi sông rồi cũng đến tận cùng. Nếu có thể đi tiếp cả đời như vậy thì tốt biết mấy. Phiêu bạc chân trời, tứ hải làm nhà. Chỉ khi được ở bên người mình yêu mới gọi là phiêu bạc chân trời. Chân trời không ở phương xa mà ở trong lòng người yêu. Sao hai người còn không đi mau? Trễ nữa là bị Lưu đại nhân phát hiện, muốn đi cũng không được. Diệu Linh, đừng quên ta. Không đâu. Diệu Linh, muội bảo trọng nhé. Công chúa, Quỳnh nghĩ ta sẽ sinh con trai hay là con gái? Chỉ cần là muội sinh thì ta đều thích hết. Nếu là con trai, Quỳnh dạy võ công. Được. Nếu sinh con gái thì muội dạy nó đánh đàn. Vậy nếu ta sinh rất nhiều con thì sao? Vậy thì Lưu đại nhân, xin ngài tác thành cho bọn ta. Thực ra ta và công chúa từ lâu đã dân thì vậy. Ta chỉ muốn nói với ngươi, lần này công chúa tới Ngọa Lạc là vì bách tính thiên hạ. Nếu có ai cản trở công chúa thành thân với tiểu Dương gia Ngọa Lạc, sao để chúng ta không ai gánh tội nổi? Dù hoàng thượng không truy cứu, sau này Thiết Kỵ Ngọa Lạc xuống phía nam, bách tính thiên hạ cũng sẽ không tha cho chúng ta. Ngoài ra, hoàng thượng niệm tình ngươi ra sức vì nước, sợ mẹ già của ngươi ở nhà cô đơn nên đã đưa bảy vào cung hưởng phước. Dân thị vệ, ngươi đừng phụ lòng tốt của hoàng thượng. Tự nghĩ cho kỹ đi. Công chúa, mẹ, con đã liên lụy mẹ rồi. Hải Nhi
là bất hiếu. Mẹ! Tốt gì cô nương, chuẩn bị lên được thôi. Chúng ta đã lắng lại đây khá lâu rồi. Còn nữa, tiếng tiêu sẽ kéo địch tới. Công chúa, mau đi thôi. Dương đại ca thì sao? Không chờ quân ấy à? Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, có thủ phỉ. Sao vậy, có thủ phỉ à? Có thủ phỉ đến rồi. Chúng bay xông lên. Mau, mau bảo vệ công chúa. Các thị vệ bảo vệ công chúa. Giữ lại công chúa, giết hết những kẻ khác. Bảo vệ công chúa, cả bị vệ lên cho ta. Yeah.
đây. Dương đại ca, ngươi còn bước lên nữa là ta giết công chúa. Ngươi biết sợ đó là công chúa, sao dám to gan thế? Bớt nói nhảm, quỳ xuống. Ở đại mạc này không do ngươi quyết. Quỳ xuống, mau lên. Đời này con chỉ quỳ trước hoàng thượng và mẹ. Trước khi đi, hãy để con quỳ mẹ thêm một lần nữa. Hôm nay hãy để ông đây xử tên cao thủ đại nội ngươi. Khiếu Thiên, như đại ca. Khiếu Thiên, mau đứng lên đi. Mau đứng lên đi. Như đại ca. Như đại ca. Như đại ca. Giờ đi đường nhỏ cũng không an toàn. Là thật. Ta cứ thấy đám đó có lính có cướp. Chúng nằm lòng hành tinh của chúng ta. Trừ khi đối thủ tinh thông âm dương bát quái, biết bói toán tiên tri. Nếu không thì bạn cũ, gặp nhau đi. Tú Nhi, Tú Nhi, ai đó nửa đêm nửa hôm? Dương đại ca, có chuyện gì vậy? Số cuộc là có chuyện gì? Người ta đang ngủ ngon mà. Bà bảo công chúa xuất phát ngay. Chưa sáng mà. Làm theo lời ta. Mau đi. Chuyện gì vậy? Phải đến Dương đại ca. Mau xem, cháy hết cả rồi. Quỳ quá, lại thoát được một kiếp. Quả nhiên là những tên đòi mạng. Chỉ là liên lụy những bách tính kia. Chúng ta bây giờ phải về xem một chuyến. Dịch Bương, có. Người ở lại đây bảo vệ công chúa và Lưu đại nhân. Sở, Thiện Thiên Hùng, có. Thượng quan Dân Phong, Tạ Văn Báo, có. Theo ta, sở. Phải cẩn thận giao. Như đại ca, không ai còn sống. Đi thôi. Ai? Cẩn thận. Ra đây.
Là trẻ con. Nào cẩn thận đi ra đây. Ba đứa trẻ đáng thương này dù có ở lại đây cũng không sống nổi. Đưa đi. Dạ. Tú Nhi, tỷ nói với công chúa tỷ tỷ cho ba bọn muội theo mọi người đi. Được không? Được. Tú Nhi tỷ nhận lời theo công chúa tỷ tỷ. Tốt quá rồi. Tú Nhi tỷ tỷ đồng ý rồi. Tú Nhi tỷ có đệ đệ muội muội không? Tú Nhi tỷ là cô nhi. Ca ơi, muội đi hết nổi rồi. Ca làm kiệu hoa cho muội, cậu hoa qua đây. Cô dâu mới ngồi kiệu hoa, lên dốc ngựa, xuống dốc khom lưng. Nhị nữ xuống đi, ta cũng đi hết nổi rồi. Nhị nữ à, đi hết nổi sao? Dạ. Nào mình cưỡi ngựa nhé. Cô dâu mới ngồi kiệu hoa. Cô dâu mới ngồi kiệu hoa, lên dốc ngựa, xuống dốc khom lưng, qua sảnh kiệu lắc lư, đụng gáy cô dâu đau điếng. Cô dâu mới ngồi kiệu hoa, lên dốc ngựa, xuống dốc khom lưng. Cái gì? Lại để chúng chạy. Phi Thiên Kim Đà, không lẽ chỉ có hư danh? Bọn đó gian xảo lắm. Trừ đại nhân, cho ta 3 ngày, ta sẽ cho ngài lời giải thích. Vậy được, 3 ngày sau gặp lại. Chúng chạy hướng nào rồi? Hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Chắc chắn là chúng đi. Chắc chắn là như vậy. Xin hỏi khách quan, ăn hay ở trọ? Còn phòng không? Còn phòng thượng hạng trên lầu vẫn trống. Phòng trên lầu ta bao hết. Bao hết phòng trên lầu, mau ra tiếp khách quý. Mời các ngài lên lầu, xin mời. Giờ sắp tới mặt Bắc, thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều. Ta rất sợ. Nghĩ lại, Dân Khiếu Thiên ta đường đường là nam nhi bảy thước, mà cũng không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu. Ta hận bản thân quá vô dụng. Không,
Không trách huynh, ta hiểu hết. Món đến rồi, mời dùng. Diệu Linh tỷ tỷ, quần áo muội đẹp hơn ca ca phải không? Đúng vậy, quần áo nhị nữ đều đẹp. Hôm nay khách quan không đi chứ? Đường còn xa lắm. Hôm nay phải đi. Vậy thì tiếc quá. Mong lần sau có cơ hội nhớ ghé lại quán. Chắc chắn rồi. Vậy được, có gì tiếp đãi không chu đáo, xin hãy lượng thứ. Nơi đây bất ổn, mọi người ăn xong thì lên đường ngay. Sao vậy? Không hay rồi. Kim gia. Tam nương à, dê đã vào chuồng chưa? Vào lâu rồi. Được, vậy chuẩn bị thịt dê ăn thôi. Rồi tam nương cho ta một chầu nữa. Đi. Nói với Trương đại nhân, lần này giao hết cho Kim Đà này, yên tâm. Thú vị đấy. Chuyện nhỏ vậy sao mà kinh động cả thiên phủ thật. Khuôn lão gia và ngũ hổ khương thị này. Khuôn lão gia, phi thi Kim Đà xin thỉnh giáo ngài. Lối ra bị chặn hết, lai lịch không nhỏ, trước sau đều có người, ở dưới có không ít người. Các vị đạo hữu từ xa tới là để mặt Kim Đà ta. Ta không nói lời khách sáo nữa. Lát nữa mọi người nhanh tay một chút, làm cho sạch sẽ dứt khoát. Kim mộ ở Kim Đà sơn trại chờ các vị tới để chia lợi. Địch đông ta ít, không thể tấn công.
Các thị vệ có. Đề phòng, cẩn thận, bảo vệ công chúa, phá vòng dây. Rõ. Đúng là bình tĩnh thật. Chờ nữa thì chán quá. Ta nói này, có cao thủ đại nội nào tài cán không? Đừng cứ như đàn bà. Ra đây gặp bọn này đi. Khoa đã, Dương đại ca, đánh xuống đi. Thân phận bại lộ rồi. Cẩn thận vào. Xuống lầu. Bằng hữu, uống ly trà đi. Cảm ơn trà. Tiểu tử thối. Thiên hữu, bao đưa công chúa xuất từ cửa sau. Dân, chúng bay, không được để chúng chạy. Đứng im. Đi. Dừng tay. Mau dừng tay. Dừng tay. Bảo họ tránh ra đi. Bọn mày mau tránh đi.
Đi. Thả Kim Đà ra. Được thôi, chúng ta cùng thả cùng lúc. Đi. Giết hết cho ta. Đại ca, trại bị đốt rồi. Cái gì? Trại bị đốt. Đi. Mọi người mau xúc. Tú Nhi, Ngọc Bội ở đâu ra? Sinh ra đã có. Của huynh cũng là Ngọc Thuyết Huynh sao? Trên đời này chỉ có người giả, nào có Ngọc giả. Chủ nhân nữ kia Ngọc Thuyết Huynh không phải Dương Khiếu Thiên. Tên được kim hoàng thượng ban không dám không dùng. Quý thực sự là, ta thật không ngờ, mùi mùi ta khổ sở ngóng trông lại là gian tế ngoại lạc. Không, ta không phải gian tế. Hoàng đế Chu Minh có thù giết cha ta. Năm xưa sau khi chia xa quân nhà mẹ, ta sắp bị chết cống. May được nghĩa phụ Cừu Minh đưa ta về ngõ lạc nuôi nấng lên người. Theo sự sắp xếp của nghĩa phụ, ta mới vào cung. Cừu Minh, hậu nhân Trương Sĩ Thành năm xưa, Trương Đức Ung ý đồ mưu phản, gia phụ vì cứu hoàng thượng mới xuất quả sát thân. Ta chỉ biết sau đó kẻ này đầu quân dị bang, nhưng tới giờ không rõ tung tích. Trương Đức Ung, ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Tú Nhi, mùi muốn đi đâu? Tú Nhi, mẹ đang chờ mùi ở kinh thành. Tú Nhi, Tú Nhi, Tú Nhi.
Không hay rồi, bảo vệ công chúa. Đến rồi, phải đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Chờ mãi cũng đến. Chuyến này không dễ gì mà. Xem ra ta già thật rồi. Lưu đại nhân, hai đứa nhỏ này. Đúng nhỉ, thu xếp bọn nhỏ trước. Chỉ còn lại mấy người chúng ta, không được để công chúa chịu thiệt. Địch thị vệ, nói với mọi người chỉnh trang chờ xuất phát vào thành theo lễ nghi. Rõ. Ta là sứ thần hòa thân Đại Minh Lương Ngạn, phụng ý chỉ hoàng đế Đại Minh tới hòa thân. Loan giá Tĩnh Ninh công chúa đã tới, đội đón dâu ngã lạc hãy mau xa đón. Đón Tĩnh Ninh công chúa, mở cổng thành. Thỉnh an Tĩnh Ninh công chúa. Vua Ngã Lạc sai lão thần chờ Loan Giá công chúa ở đây. Công chúa điện hạ, xin mời. Công chúa, mau về đi, đừng vào thành. Oh,
đại nhân. Lưu đại nhân. Giao cái này cho hoàng thượng. Lưu đại nhân. Lưu đại nhân. Lưu đại nhân. Cẩn thận. Muội muội. Muội muội. Ca. Muội nhớ mẹ. Muội muội. Muội muội à. Muội muội. Tên khốn kiếp phóng hỏa đốt trại của ta. Cừu binh, ta liều với ngươi. Cừu binh. Cừu binh. Mọi người xúc sang một bên đi. Cừu binh, cái tên bội bạc khi xưa đã nói giết công chúa châu báu là của bọn ta, giờ lại phóng hỏa đốt trại ta, độc chiếm châu báu. Cái tên khốn này, phóng tiễn bắn. Bắn đi. Tên khốn kiếp Cừu binh vô dị. Tiểu dương gia giá đáo. Thỉnh an tiểu dương gia. Xin mời tiểu dương gia. Cừu thái sư, chuyện gì thế này? Giờ hai nước hữu hảo kết thông gia, sao ngươi lại tự ý giết sứ thần nước người ta? Bẩm dương gia, hội sơn tặc Kim Đà trại làm loạn, thần lệnh cho binh tướng bắn chết sơn tặc. Nào ngờ ngộ thương sứ thần, tội đáng muôn chết. Thôi bỏ đi, dưới thành là Tĩnh Ninh công chúa sao? Là Tĩnh Ninh công chúa. Mau nghênh đón Tĩnh Ninh công chúa vào thành. Đón Tĩnh Ninh công chúa vào thành.
quả nhiên người thật còn đẹp hơn tranh. Cựu thái sư, hôm nay là ngày lành ta đón dâu, đừng có làm ta mất hứng. Không dám. Có điều Dương gia, ta nghĩ ngài nên hỏi trước. Dương Thiếu Thiên ở dưới là gì của cô ấy? Mau nói đi, liên quan gì ta? Hắn là giang phu của Tĩnh Ninh công chúa. Hắn đã chiếm nữ nhân của ngài, phá chuyện tốt của ngài trước. Người trung thổ là cái bọn giả bộ nho nhã, dâm tà, nam nữ quan ái không nhìn nổi. Tiểu Dương gia, không giết kẻ này ngài nuốt được cục tức này sao? Công chúa điện hạ, ta tôn kính. Đúng là nàng rất đẹp, như cựu thái sư nói, nàng không còn là trinh nữ. Các người chấm ta ở cái thân trinh nữ thôi sao? Quả thật ta thích Dân Khiếu Thiên. Với lại suốt dọc đường bọn ta có vô số cơ hội bỏ trốn, nhưng vì sự hòa thuận của hai nước, bách tính an khang, tuy bị truy sát suốt cả dọc đường, nhưng cuối cùng bọn ta dẫn tới. Nếu như ngài chỉ quan tâm ta có còn là tấm thân trinh nữ hay không, thì ta nói với ngài, ta không còn. Xem ra cô không có thành ý hữu hảo. Các người xem ta là gì? Bắt lại cho ta, bắt lại hết. Dương gia có lệnh, bắt lại hết. Khoan đã, nghĩ lại đường đường hoàng đế Đại Minh ta, vì thái bình thiên hạ, bách tính an khang, gả viên ngọc quý của mình cho Dương gia, đó là hành động gì? Đó là hành động gì đại nghĩa? Đường đường công chúa Đại Minh kính cẩn nghe lời cha, vì sinh linh yên ổn mà vượt ngàn gian khổ, trèo đèo lũi suối, thoát chết mấy bận, chịu thiệt gả cho Dương gia là hành động gì? Đó là hành động gì đại trung? Một thị vệ nhỏ bé như ta, chết thì có gì đáng sợ? Nhưng mà Dương gia vô cớ giáng tội mọi người, thực sự không thỏa. Dương Khiếu Thiên ta xin lấy cái chết cảm tạ thiên hạ. Diệu Trinh, Khiếu Thiên ta đi trước một bước. Mẹ, con không thể báo hiếu mẹ nữa. Nếu có kiếp sau, mình sẽ nối duyên mẹ con. Con à, con đi đây. Dương đại ca, Dương đại ca, Dương đại ca,
đã nói mình phải cùng nhau phi bạt chân trời. Tại sao huynh thật ngốc? Ta đã nói rồi mà, chân trời ở trong lòng chúng ta. Bây giờ chúng ta đi, sau này không còn ai chia cắt chúng ta được nữa. Hay cho công chúa Đại Minh Cương Liệt, trên đời quả nhiên có tình yêu đến chết không thôi. Xúc đi, Dương gia không được. Lùi xuống, Dương gia không được. Bổn Dương thấy cảm động lây, vì vậy xin được ngàn đời hữu hảo với Đại Minh. Trinh Nhi, phụ hoàng có lỗi với con. Dược gia có lệnh thu binh lập tức.